Lâu thế nhỉ? Tôi bị tụt huyết áp rồi. Chết. Con cái bác đâu mà lại để cho bác đi ra ngoài một mình như thế này. Tôi chết rồi. Bây giờ cháu lại không mang chút đồ ăn nào. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Cô tốt bụng quá, lại chu đáo nữa. Giả như con dâu tôi nó được một phần của cô thì có phải là tốt không? Okay. Tôi chết. Bác ơi, cháu xin phép. Alo, sếp ơi, em đây ạ. Cô đi đến đâu rồi? Có phát xác đến trước mặt tôi ngay không thì bảo đi. Dạ em đang gần tới rồi. Nhưng mà sếp ơi, cho em xin phép đến trễ một chút được không ạ? Tại vì ở đây đang có một bác gái bị choáng mà em không thể để mặc bác ấy được. Tất nhiên là được. Với một điều kiện là từ nay cô không cần đến công ty nữa. Cô chọn đi. Thật sự là công việc rất quan trọng, nhưng mà em không thể thấy người gặp nạn mà lại bỏ mặc được. Sống như vậy em cắn rứt lương tâm lắm ạ. Em xin lỗi sếp. Cô ơi, cô có việc thì cứ đi đi, tôi không sao đâu mà. Cô đừng để vì tôi mà làm ảnh hưởng đến công việc. Ok bác, bạn đừng nói như thế. Hồi còn nhỏ mẹ cháu cũng dạy là sống thì phải biết cho đi. Cháu cũng ước gì sau này nếu chẳng may mẹ cháu gặp khó khăn ý, thì người khác cũng sẽ giúp đỡ mẹ cháu. À mà thôi, bác cứ ngồi đây đi nhá, để cháu chạy ù đi mua đồ ăn cho bác ạ. Này cô ơi, bác ơi, bác uống sữa đi ạ. Còn đây là bánh, bác ăn tạm đi. Lần sau bác đi ra ngoài nhớ mang theo một ít đồ ăn vặt, như thế sẽ có ích lắm đấy ạ. Cảm ơn cháu, cháu tốt quá. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Sao cô không để một lúc nữa, bà già này chết rồi hãy đến. Con xin lỗi, tại vì lúc chuẩn bị đi thì con lại không tìm thấy chìa khóa đâu. Mà đến lúc tìm thấy chìa khóa rồi thì lại không gọi được xe ạ. Ôi dồi ôi, cái thằng Phương nhà tôi làm sao mà nó lại có con vợ mà lại lê mê mà cứ vô dụng thế này cơ chứ lại. Thôi kìa bác, dù sao thì người nhà của bác cũng tới rồi. Cháu xin phép, cháu đi trước đấy ạ. Bác nhớ đừng giận quá, không ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Cảm ơn cháu nhá. Chào bác. Phương đúng không? Nếu không ngại thì chồng chị và tôi tình tứ với nhau thì đến ngay phòng 302, khách sạn Hồng Hoa. Tôi chờ chị. Anh đã dặn em là uống thuốc đều đặn rồi. Như này phải làm sao bây giờ? Thì em cũng uống rồi. Nhưng mà cái gì cũng chỉ được 97-98% thôi chứ. Làm sao mà được tuyệt đối? Vậy thôi thì đem bỏ đi. Em còn trẻ, em còn nhiều tương lai ở phía trước. Anh đang có gia đình rồi. Mà thôi, tóm lại là cái thai này không thể giữ. Để anh đi em đến bệnh viện. Không, bỏ em ra. Thế này là thế nào? Đi học của anh là đi hú hí với cô ta ở trong khách sạn à? Còn cô, cái loại trà xanh trơ thế. Cô dám lên mặt thách thức rồi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Cô điên rồi, dừng lại ngay. Đây. Không đánh nữa. Nếu cô mà đánh nữa ấy, nói giống nhà tôi có vấn đề gì ấy, thì cô đừng trách tôi. Mẹ, sao mẹ lại không có mặt ở đây à? Mẹ đến đúng lúc lắm. Mẹ xem, con trai mẹ ra ngoài ăn chơi ra sản phẩm đây này. Hôm nay con sẽ phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Dạ. Thôi. Ô, là cháu à? Cháu chính là cô gái tốt bụng hôm nọ giúp đỡ bác đây mà. Ôi trời ơi, ông trời khéo sắp đặt thế.
Chờ bác cháu mình có duyên với nhau ghê cơ. Là cô, cái thằng này còn đứng ngây ra đấy làm gì nữa? Mau sắp xếp quần áo đồ đạc để đón mẹ con nó về nhà nhanh lên. Đi. Mẹ, dù gì con cũng là vợ của anh Phương, được gia đình mình cưới hỏi đàng hoàng. Nếu bây giờ mẹ đưa cô ta về thì con là cái gì ạ? Là cái thứ không biết đẻ. Cô chịu được thì chịu, không chịu được thì biến khỏi nhà tôi đi. Đi về nhà ngoại đi. Rồi tôi sẽ bảo thằng Phương mang đơn ly hôn đến cho mà ký nhá. Được, mẹ đã nói vậy. Con chào mẹ. Của chị ta ấy, sao anh không vứt đi? Cứ giữ lại làm gì? Trông ngứa cả mắt. Hay là anh lại nhớ hơi chị ta rồi? Đúng là suy nghĩ đàn bà. Anh đừng có mà chơi nữa. Mà chuyện ấy, anh đã nói chuyện với mẹ về việc chuyển nhượng căn nhà này chưa? Anh cứ sống dựa dẫm vào mẹ mãi như thế, không thấy khó chịu à? Không cần nói cũng biết là mẹ không đồng ý. Anh chưa thử mà sao khẳng định chắc nịch thế? Mà kệ đi. Bây giờ anh hỏi em nhá, cái nhà này có mỗi mình anh, sau này tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, mẹ không để cho anh thì mẹ để cho ai? Nhưng mà không có nhưng nhịn gì hết, em cứ giữ cái thai như lời mẹ nói đi là được. Đang dở trận. Trần đời vô dụng. Được, anh không muốn thì tôi sẽ tự nghĩ cách. Nào, cháo cá chép nào. Đấy, ăn đi. Ăn cháo cá chép vừa an thai, lại giúp em bé thông minh nữa. Cháu chịu khó ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng ạ. Ôi, sao thế cháu? Ba ơi, chắc là cháu bị nghén ạ. Từ hồi mang thai đến giờ, cháu cứ sợ mùi hành ấy. Ôi trời ơi, thế thì bác lại nhỡ cho cả hai bát đầy hành rồi. Thôi, để bác đi múc cho cháu bát khác nhá. Nào, đây, cháu ăn đi. Ngon không? Bác uống đi ạ, con vừa mới vắt xong đấy. Bác xin. Ơ, kìa bác ơi. Bác đang tìm cái gì thế ạ? Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Mà tôi là ai? Kìa bác cứ bình tĩnh đã. Cháu không phải là người xấu đâu ạ. Bà bác ơi, anh Phương về rồi kia kìa. Phương là ai? Phương. Bác thật sự không nhớ ra anh Phương là ai ạ? Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Từ bây giờ ấy, tôi sẽ không cần phải giả vờ nôn mẹ rồi phải đeo cái bụng bầu nóng nực này nữa. Sao tôi lại ở đây? Bác ơi, có phải bây giờ bác đang rất hoảng sợ vì không biết mình là ai đúng không ạ? Thế thì bác đợi cháu một chút nhá. Bác,
Bây giờ ấy, bác chỉ cần ký vào đây thôi, rồi cháu sẽ trả lời cho bác và giúp bác tìm đường về nhà nhá. Tôi đã làm theo lời cô rồi đấy, chỉ đường cho tôi về nhà đi. Thôi được rồi, bác đi theo cháu. Đây, cháu bảo này, bây giờ ấy, bác cứ đi thẳng xuống cái cầu thang kia, rồi đi thẳng sẽ thấy một con đường rất là lớn. Bác cứ đi theo con đường lớn đấy, cứ đi thẳng mãi sẽ thấy một cây cầu rất là lớn. Ở đó ấy, chính là nhà của bác nhá. Bác đi đi. Cô đang làm cái gì đấy hả? Cô đang ăn nhờ ở đậu ở trong nhà của tôi đấy. Đó là vài tiếng trước thôi. Còn bây giờ căn nhà này đã thuộc về tôi rồi. Thế nên mời anh quấn xéo khỏi đây. Cô nói linh tinh cái gì đấy hả? Mẹ anh đã ký giấy chuyển nhượng hết tất cả tài sản, bao gồm một căn nhà này cho tôi rồi. Anh nhìn đi. Cô đã làm gì mẹ của tôi? Mẹ tôi đâu? Ai mà biết được. Có khi giờ này bà ấy đang chuẩn bị đoàn tụ với bố của anh rồi cũng nên. Không dễ thế đâu. Loại đàn bà trơ trẽn, độc ác. Bác ạ, sao bác lại... Hôm nay sốc bình như thế, đã vừa lòng ý của Honey chưa? Anh đã bảo rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn, chịu khó nghe lời anh một tí thì em thích gì, anh cũng có thể chiều em được. Anh hứa rồi đấy nha. Dĩ nhiên rồi. Ai bảo là em vừa đẹp, vừa thơm này, lại còn ngon từ thịt, ngọt từ xương cơ. Cho nên là anh mới thấy là mình đúng là ngu ngốc khi mà lấy con mụ ở nhà làm vợ. Phí đời trai trẻ không cơ chứ. À, mà thôi, anh lên trên kia trước đi, đợi em một chút nhá. Có gì em lên sau. Thái lên trước nhá. Con. Mẹ. Mẹ ơi, con không muốn sống nữa. Anh Phương. Anh Phương. Mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Con cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Kìa, em đã bảo anh lánh tạm đi cơ mà. Nhỡ hắn ta nhìn thấy thì làm sao? Em điên à? Anh là đàn ông ấy, làm sao anh đứng đây nhìn nó đưa em đi được? Thì anh cũng biết ý, là em chỉ lợi dụng hắn ta thôi. Chứ một kẻ vừa ngu vừa nhung nhược như thế, có cho em một đánh thêm ý. Cái hắn ta có bây giờ ấy, chỉ là gia thế giàu có mà thôi. Bây giờ chỉ còn đúng một bước nữa thôi. Anh đợi em để em tiếp cận với mẹ hắn ta. Sau đó em sẽ giành hết tài sản. Đến lúc đấy em sẽ khử sạch. Rồi mình sẽ được cao chạy xa bay với nhau. Được không nào? Có thật không? Em hứa mà. Không ngờ cô ta lại thủ đoạn như vậy. Cô ta chủ động muốn tiếp cận mẹ thì mẹ sẽ tạo cơ hội cho cô ta. Để xem cô ta muốn làm gì. Con chỉ cần chịu thiệt thòi một chút, phối hợp với mẹ là được. Nhá. Mà thôi, bây giờ anh cứ lánh tạm đi đã. Chứ hắn ta mà nhìn thấy á, con mà đổ bể hết kế hoạch ý. Ờ, đi nhá. Cô tưởng tôi không biết cô lén cho thuốc vào thức ăn của tôi à? Mỗi ngày phải móc họng, nôn ra, rồi uống thuốc giải. Nhưng để vạch trần được bộ mặt thật của cô thì cũng đáng lắm. Khốn nạn. Cô dám lừa tôi à? Thế hóa ra ngay từ đầu là tôi đã rơi vào bẫy của bà rồi à? Còn không mau cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cô nên biết thân biết phận đi. Nếu không, tôi sẽ nộp tất cả mọi bằng chứng để nộp cho công an. Ngồi tù mọt công đấy. Không, tôi đi, tôi sẽ đi.
Này, con biết con sai rồi. Nhưng thật ra là con bị cô ta dụ dỗ. Linh, anh biết anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh được không? Chuyện cái thai cũng đâu phải là sự thật. Sao mày ngu thế hả con? Mày là người hay là lợn mà mày ăn tạp thế? Rồi ôi, bị một cái con nhỏ không ra gì nó dắt mũi mà không để được ấy. Bây giờ tay trắng đi ra ngoài một tháng, tự kiếm ăn để nuôi thân cho sáng mắt ra. Kiểu mẹ. Cút. Linh. Đi. Là lỗi tại mẹ, là do mẹ nuông chiều nó từ bé, cho nên giờ nó mới thành ra thế này. Thiệt thòi cho con rồi. Anh có sao không? Khám bao nhiêu nơi rồi mà vẫn không ra bệnh. Vẫn muốn ho đến nổ phổi thế này. Em cứ để anh chết đi. Sống thế này chỉ có tổ làm khổ em thôi. Thôi mà anh đừng làm em sợ mà. Giờ y học phát triển nên ung thư còn chữa được. Quan trọng là vấn đề thời gian thôi. Vì anh, bán cả công ty em cũng sẽ làm. Mời vào. Chào anh chị ạ. Chị Linh đúng không ạ? Em là bác sĩ Tư được giới thiệu đến đây để chăm sóc cho anh Phương. Em có mang hồ sơ đây rồi ạ. Mời cô ngồi. Em chào anh. Từ hôm nay hàng ngày em sẽ đến đây chăm sóc và làm vật lý trị liệu cho anh khoảng 2 tiếng. Hy vọng là... Tôi không có bị bệnh gì hết. Cô về đi. Còn em nữa. Em còn muốn bao nhiêu người thấy anh trong cái bộ dạng tồi tệ này đây thì em mới vừa lòng ha. Anh đừng làm em sợ. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho em chứ. Chúng ta còn chưa có con. Anh định để em làm quá phụ à? Chị nói đúng đấy ạ. Nếu mà anh không ngại thì có thể vào viện ca hoặc là viện Đức. Sẽ thấy có rất nhiều người bị bệnh nặng hơn, nhưng mà họ vẫn rất kiên cường sống đấy ạ. Để cô ấy ở lại đây nhá. Nếu lần này mà không thành công, em hứa sẽ không ép anh nữa. Chị ta bây giờ chắc sang tận Mỹ Đình rồi đấy, không phải diễn nữa đâu. Em bị điên. Cô ta trông vậy thôi chứ kéo già đấy. Đừng có mà chủ quan. Dạ, trông cái mặt kìa. Sợ vợ như thế thì an phận làm kiếp trận vương đi. Lô con này vào làm gì? Anh yên tâm, em đặt dấu ở ngoài cửa rồi. Chị ta mà về một cái á, mình biết ngay. Phòng nhì của anh đúng là vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Anh giả bệnh thế này một thời gian nữa, chắc có khi anh mệt, anh bệnh thật luôn mất. Nào, thế là đỡ mệt chưa? À mà, em là cách nào mà có thể lọt được vào đây đấy? Thời đại nào rồi, bây giờ nhá, có tiền mua tiền cũng được, chỉ cần chịu chi thôi. Mà cái cảm giác vụng trộm trong nhà khổ chủ thế này cũng thú vị phết. Ta về sớm thế nhở? Làm sao bây giờ? Cút! Cút ra khỏi nhà tôi đây! Cô nghĩ cô là ai mà chứa được mình cho tôi à? Anh ơi, anh bình tĩnh đó. Chị ơi, may quá chị về rồi. Em không làm ở đâu. Chị xem anh này, anh nhìn vô gì đâu, không muốn hợp tác rồi. Anh Phương. Anh đã bảo em rồi. Cô ta không chứa được mình cho anh đâu, sao anh cứ cố chấp làm gì? Anh Phương, nghe em nói này. Hôm qua anh hứa với em thế nào? Xin lỗi em, việc của em hôm nay tới đây thôi. Em tự mở cửa về nhá. Chắc chị cần phải nói chuyện riêng với anh Phương một lúc. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Chị ơi, phương pháp có tốt đến mấy mà anh không chịu hợp tác thì cũng không có kết quả tốt đâu ạ. Em chào anh chị nhá. Đây là lương tạm ứng tháng này của em. Chị có bỏ thêm một ít để cảm ơn.
Nhờ có em mà dạo này tinh thần anh Phương phấn chấn lên rất nhiều. Có điều là cơn ho với cả khó thở vẫn chưa cải thiện lắm. Chị tính ngày kia sẽ bay sang Singapore để nhờ các chuyên gia bên đấy về thăm khám một chuyến. Gấp thế hả chị? Nếu em không bận thì 2 ngày tới, vừa hay là vào cuối tuần, em có thể sang thăm non anh Phương giúp chị được không? Chắc là em phải xem đã chị ạ. Mà chị không sợ em với anh Phương cô nam quả nữ ở cùng nhau ạ? Em đúng là bác sĩ, có hứng với cả bệnh nhân cơ đấy. Dạ. Chị đùa thôi. Chị đang nhớ em với cương vị là người nhà bệnh nhân và bác sĩ. Với cả chị tin là một người thông minh lại có học thức như em sẽ không làm điều trái đạo đức để ảnh hưởng đến tương lai đâu, đúng không? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Gì chứ em ghét nhất là trà xanh luôn ấy. Cùng là phụ nữ với nhau thì mình phải biết bảo vệ và chăm sóc cho nhau chứ, đúng không ạ? Vậy mấy ngày này trông cậy cả với em nhé. Dạ vâng ạ. Rượu ngon, gái đẹp, lại còn không phải nhìn thấy cái bản mặt giả nai kia. Thích thật đấy. Em không ngờ là ngọn lửa căm hận trong anh lại kinh khủng như thế đấy. Cuộc đời anh đúng là một trò đùa. Chứ sao nữa. Ngày xưa ấy, đúng là anh có yêu cô ta thật. Thế nhưng mà sau khi lấy cô ta về, ngày nào cũng phải sống với cái chức danh Trạng Vương, làm anh cay cú. Nhưng sẽ sớm thôi. Anh giả khổ, giả bệnh, hò lòi cái họng ra, mục đích cũng chỉ là vì để cô ta lơ là chú ý. Và rồi được dẫn cưng về đây đấy. Anh cũng to gan thật đấy. Chuyện bị ổ như thế mà cũng dám làm. Nhưng mà em thích. Đàn ông to gan thì mới làm được việc lớn. Đợi đến khi anh có được toàn bộ tài sản rồi, anh sẽ cho cô ta và 2 ông bà già bay màu, ngầu hơn cả Thanos. Anh nói nghe dễ dàng thế nhở? Tất cả những yếu tố cần thiết đủ để khiến cho công ty nhà cô ta lao đao đều nằm ở đây. Đến lúc đấy anh sẽ xuất hiện như một vị thần để giải quyết vấn đề. Cái giá là toàn bộ cổ phần, tiền hoặc mạng. Bọn nhà giàu đứa nào chẳng sợ chết. Đúng là nuôi ong tay áo. Công nhận thuốc tự thất của cô hiệu nghiệm thật đấy. Mới có 2 ngày mà chồng tôi đã khỏe mạnh, đầu óc lại còn độc ác như thế này. Nếu như không mắt thấy tai nghe thì chắc tôi không dám tin đâu. Chị, giờ này chị phải ở trên máy bay rồi chứ. Dạ, xin phép chị em về đây ạ. À, người trong nghề đây rồi. Mấy ngày hôm nay tự dưng chị thấy đau đầu mệt mỏi quá nên đi khám. Mà nãy vội về quá, quên không để ý. Giờ ngồi xem đơn thuốc không dịch được, em xem giúp chị với. Vâng, cái chữ này thì đúng là người trong nghề bọn em mới hiểu được. Cũng không có gì đâu chị ạ, toàn thuốc đau đầu với bổ não thôi mà. Nhưng mà bây giờ em đang hơi vội, em cứ chụp lại đơn thuốc xong rồi về em nhắn tin cho chị sau nhá. Đây, xong rồi em về em sẽ gửi tin nhắn cho chị sau nhá. Em về đây ạ. Ôi, tao đây. Vừa từ nhà lão ra, ăn cho lắm lòng xào dừa bà, xong bắt tao phục vụ, mệt dã cả người. Công nhận là bằng cấp phi chứng chỉ mày đưa cho tao ấy, y như thật. Cô ta có soi kính lúp cũng không phát hiện ra điều gì. Tao á chỉ mong vụ này nhanh nhanh lên thôi, tao ngán lắm rồi. Cái gì? Yêu á? Hắn mà không giàu thì ta thèm đếm xỉa vào chắc. Thứ mà phụ nữ nên yêu bây giờ ấy là tiền và bản thân. Chứ không á thì cũng chỉ như cô ta thôi. Cho dù là có thông minh, xinh đẹp, giỏi giang đến đâu đi chăng nữa ấy, thì cũng chỉ là quân cờ để cho chính chồng của mình độc chiếm tài sản mà thôi.
Chỉ là hắn không ngờ tao mới là trùm cuối. Lấy hết tài sản xong, tao sẽ đá hắn ra khỏi chuồng gà. Mày cứ chờ đấy. Con nào là khốn nạn, bao nhiêu công tôi nuôi cô, cho cô ăn ngon mặc đẹp, mà cô dám cắn tôi xấu lưng đi à? Hả? Anh dám đánh tôi á? Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi mà chết ấy thì anh cũng không có đường sống đâu. Cô tức thời đấy. Nhưng mà nói chính xác thì tôi sẽ không để ai trong hai người chạy thoát đâu. Bởi vì tôi đã lắp camera ở trong phòng, tất cả từng cử chỉ, lời nói của các người đều đã được lưu lại. Dù có tung lên mạng hay là nộp lên công an để tố cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lừa đảo kinh doanh thì cũng đủ để hai người ngồi tù bóc lịch mỏi tay đấy. Ngồi tù á? Ngồi tù thì hết đời rồi còn gì. Không được. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị tha cho em với. Em biết lỗi rồi ạ. Chị bảo em làm trâu làm ngựa gì cũng được. Chị tha cho em chị nhá. Vâng, anh thật ra là anh bị cô ta ép. Đúng là cô ta ép anh cho nên anh mới phải làm thế. Linh, dù gì anh cũng là chồng em không nỡ để em vào tù đúng không? Linh, anh nói thế không thấy bẩn mồm à? Còn tôi thì thấy bẩn tai lắm. Thứ đàn ông bội bạc, ăn cháo đá bát như anh, dù có đầu thai thì cũng không xứng đáng được tôi tha thứ đâu. Nếu mà anh đã có gan làm chuyện xấu thì nên có gan chịu đòn đi. Tha lỗi cho anh đi mà. Còn cô nên nhớ, người đàn ông tốt sẽ không bao giờ ngoại tình đâu. Đủ rồi, giờ hai người cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đừng mà, anh xin đây. Chị ơi, chị tha cho em đi ạ. Cút.